Welcome, student, to my retreat class. How are you today? Yeah, I'm very good. What about you? I'm sure that you are very happy. And after learning 5 words, today I have some exercises for you. Okay, now you open your workbook page 68. Okay? But first of all, we reveal some new words. Okay, do you still new words? And now you listen twice and repeat. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại 5 từ vựng mà ngày hôm qua chúng ta đã học nha con. Bây giờ con sẽ được nghe 2 lần, sau đó vừa nghe vừa lặp lại cho cô nhé. Okay. Wedding, guests, bride, band, invitation. Okay, once more time. Wedding, guests, bride, band, invitation. Okay. And now, you open your student book page 68. Look at exercise 1. Look at the picture and the letters. Write the word. Con sẽ nhìn vào bức tranh và những chữ cái, sau đó viết thành một từ đúng. Rồi, bài này rất là quen thuộc rồi. Với bức tranh đầu tiên. Ok. Những chữ cái này được viết không nghe thứ tự ha. Và nhiệm vụ của con sẽ sắp xếp những chữ cái này thành một từ đúng. Rồi, con nhìn hai người này và con đoán họ là ai. Với 5 từ vựng ngày hôm qua học thì con đoán họ là they are, yeah, guests. Ok, họ là khách mời. Rồi, con thấy từ màu đỏ của cô không? Cô xếp được chữ guests. Nhớ là đừng có thiếu chữ nhé. Đây là số nhiều thì chúng ta sẽ phải có chữ S, được chưa nào? Rồi, những hình còn lại. Number 2. Con có đoán được chữ gì không nè? Number 2. Cô gợi ý cho con chữ đầu tiên là W. Và chữ cái ngày hôm qua, từ vựng ngày hôm qua mình học bắt đầu bằng chữ W là từ gì ta? Con có nhớ không nè? Rồi, ok. Nhiệm vụ của con sẽ làm number 2, 3 and 4. Và con sẽ làm bằng bút chì vào sách cho cô nhé. Ok. And the next one, exercise 2. Listen and check the box. Và với bài tập này, con sẽ nghe, nhìn hình, sau đó đánh dấu tích vào ô A, B hoặc là C. Ở mỗi hình, ở mỗi câu A, B, C là tương ứng với mỗi hình. Được chưa nào? Và những hình này đều liên quan đến wedding, đến đám cưới hết ha. Okay, now you listen twice and you use the pencil. Tick the box. Bây giờ con sẽ nghe 2 lần, sau đó dùng bút chì và đánh vào câu trả lời đúng nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe ví dụ đầu tiên ha. Listening 19. Listen and check the box. 1. What are they doing? They are playing music. Yeah. Con có nghe được không nè? Ok, once more time. Listening 19. Listen and check the box. 1. What are they doing? They are playing music. Yeah. What are they doing? What are they doing? Yeah.
Họ đang làm gì? What are they doing? They are, có nghe được động từ gì nè? They are playing music. À, chữ music mình cũng đã học rồi và playing mình cũng đã học được học rồi ha. They are playing music là họ đang chơi nhạc. Rồi, vậy con nhìn vào ba hình. Hình nào là đang chơi nhạc? Có phải là A, đúng rồi. They are playing music thì chúng ta sẽ tick vào câu A. Được chưa nào? Tick vào câu A. Rồi, nhiệm vụ của con bây giờ là sẽ nghe thật là kỹ, sau đó dùng bút chì và đánh vào câu trả lời đúng nhất. Con sẽ được nghe hai lần nhé. Okay, ready? Two. What are they doing? They are dancing. Three. What is she doing? She is singing. Four. What are they doing? They are eating. Okay, once more time. Listening 19. Listen and check the box. 1. What are they doing? They are playing music. 2. What are they doing? They are dancing. 3. What is she doing? She is singing. 4. What are they doing? They are eating. Okay, finish. Rồi, nếu mà bạn nào vẫn chưa nghe được thì các con sẽ có thể trở ngược lại clip cho cô và nghe thêm đến khi nào được thì thôi nhé. Okay. Đây, it's the end of the lesson. And thank you and goodbye.